Minasan, Xin chào mọi người chúng ta hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục đọc hiểu N3 giáo trình sinh dên. Hôm nay chúng ta sẽ đọc môn đây 23 vẫn đang trong nằm trong dạng tìm kiếm thông tin và cũng như bài 21 là 22 thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hướng qua cho các bạn uh, luyện thi trước nhá có nghĩa là cái mẹo làm ấy chọn đáp án loại trừ tại vì cái này tìm có thông tin mà thì chúng ta không cần phải đọc các bài Chúng ta chỉ cần đi tìm những cái thông tin mà chúng ta Khoanh chọn đáp bán đúng nhất thôi nhá? À, Đầu tiên chúng ta, cái bài này chúng ta không cần phải đọc cả cả bài nhá? Nhưng cái, một cái bài dài rất là dài như thế này Nhưng mà chúng ta không cần phải đọc cả bài mà chúng ta cần đi tìm cái thông tin uh, Quan trọng thôi Đây chúng ta sẽ đọc câu hỏi phải dịch chuẩn, câu hỏi nhá, câu hỏi bắt buộc phải dịch chuẩn Là anh, à, là chị hay anh không biết Anh uh, E3 đúng không? Thì sao đây Muốn này Muốn xem anime nhớ là xem anime nhé mà hướng tới mưu kê là hướng có nghĩa là dành cho trẻ em đó cùng với cái đứa con năm tuổi các bạn phải để ý này anime này phải đánh dấu vào này anime này và phải dành cho trẻ em nhá dành cho chị em nhé cái này thì rất là quan trọng nhưng các bạn phải để ý đấy thì khi đấy thì chúng ta sẽ chọn mã nó sẽ dễ dàng hơn dành cho trẻ em đây chúng ta sẽ có một cái bảng này cái bảng chiếu phim này nó dành các là Uh, meso, meso là cái nội dung phim đấy, đó và thời gian địa điểm và bảng thứ hai này cái này là đối tượng này đúng không? thì chúng ta xem đối tượng thay số là đối tượng đối tượng là chúng ta sẽ dành cho trẻ em tại vì um, anime mà đúng không? còn nội dung nội dung thì chúng ta cũng có thể đi tìm cái thằng anime nhá. Chúng ta sẽ xem câu một này. À, đáp án một là cái bộ phim là Kimito, Tố nói chung là cái này bộ phim thứ nhất là trong bảng này, bảng bộ phim thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư chúng ta sẽ xem thứ nhất còn có đúng không nhá đầu tiên mình sẽ xem đối tượng chúng ta không cần xem ngày giờ tại vì người ta có hỏi ngày giờ đâu người ta hỏi là dành cho trẻ em mà đúng không người ta bảo là muốn trẻ em nên chúng ta sẽ xem đối tượng nhá Để đối tượng đây nó là Ikpan Gozume có nghĩa là cái người mà khoảng trên 50 tuổi mê cũng là tuổi nhá đấy cái này chắc chắn là sai rồi nhá cái này nó chắc chắn là sai rồi chúng ta sẽ đi xem bốn bộ phim này còn cái thằng nào 50 tuổi đây thằng này cũng 50 tuổi này đấy thằng ba sai Thằng 1 thằng 3 ra chưa bàn đến nội dung nhé chưa bàn nội dung là 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 dành cho trẻ em hay sao nhé và nếu mà các bạn không tìm được cái không loại được cái phương án này chúng ta sẽ bước sang qua nội dung còn cái thằng này nó là thêm cái nội dung nhé cái này là siêu sự en siêu sự en là người biểu diễn vậy thì anime nó không có người biểu diễn đúng không xem anime làm sao có người biểu diễn được nên là cái này cũng sai luôn nhá đó và chúng ta sẽ xem tiếp thằng thằng này xem là nó cũng có người biểu diễn luôn này nên là cũng sai luôn. Đấy thì loại thằng uh, thằng 1, thằng 1 thằng này loại luôn. Không nói nhiều. Và thằng uh, thằng này thằng 3 đúng không? Ừ thằng 3 50 tuổi này cũng loại luôn này. Đó, loại luôn nhá. Chưa cần biết ba là nó là như thế nào nhưng mà cứ loại đã coi thằng 2 này, coi thằng 2 nhé Thằng hai mình coi là đối tượng này, đối tượng là di đô là nhi đồng. Đấy nhi đồng ok luôn. Đó, có nhi đồng nhé nhưng mà chúng ta sẽ xem này. Uh, xem có anime hay không trên này không nhìn thấy không có chỗ nào anime cả không cần phải đọc nhé không nhất thiết phải đọc cả bài làm gì xem không có anime đúng không? có 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 người biểu diễn luôn này là anh Yuki này Kobayashi này và anh uh, modi Yuki này nói chung là người biểu diễn là sai rồi thì chúng ta biết ngay là ăn 4 rồi có Zido này Nhi đồng này đúng không? và chúng ta sẽ xem nào anime đây có từ anime này không cần nhìn là biết đúng rồi đúng không? đây có thằng anime này Đấy, còn đây là cái nội dung của cái bộ phim thôi nên chúng ta không không cần phải dịch làm gì cho nó mất công ra nhé cái này là nội dung của của cái cái, um, cái um, bộ phim đấy thôi đấy nên là chắc chắn là phương án 4 rồi nhá đấy nhanh gọn nó rất là nhanh gọn nhé các bạn chỉ cần làm như vậy thôi chứ không nhân thiết là chúng ta thấy ui cái bài tra thông tin này dài như này làm sao mà tìm được đúng không nhưng mà không rất là dễ chúng ta sẽ đi tìm cái cái quan trọng thôi nhé cái bài này điểm cao đấy nó sẽ hai câu hỏi nhá đi thi PT nó sẽ có hai câu hỏi đấy, một bài như này khoảng như này thôi sẽ cho hai câu hỏi hai câu hỏi và chúng ta sẽ kiếm 8 điểm nhá khá là dễ nên khi mà bắt đầu đi thi phần đọc hiểu chúng ta sẽ ăn chắc bài này trước đã nhá chúng ta sẽ xem qua một chút về cái bài này nào là um, cái gì đây là sẽ được này Ờ... Uh, hướng dẫn đúng ăn này hướng dẫn về cái buổi trình chiếu phim đúng không? rồi kai là cái buổi uh, chiếu phim uh, miễn phí nhá, miễn phí mà được tổ chức ở cái thư viện này đó và chúng ta sẽ đọc cái ở dưới này, đọc cái dưới này, à, cái này nó là buổi trình diễn phim ở cái cái uh, thư viện này thôi, thư viện này thôi, nó ở thư viện min uh, minami nato này này và sẽ chiếu miễn phí cái bộ phim mà uh, dành cho đối tượng như là trẻ em cho trẻ em và những cái bộ phim mà về cái Natsukashi là cái hoài niệm đúng không và nhất định anh hãy mọi người hãy tham gia thôi nó còn cái này thì có một số cái nội dung các bạn để ý Đó là Meso Meso nó là cái tên này, kiểu cái cái tên bộ phim nhá, đây là cái tên bộ phim còn này nó là chi thì ngày giờ này là địa điểm ba số địa điểm nhá tai số là đối tượng t là um, thành viên ấy, kiểu như quá t là mãn thành viên còn cái này phương pháp đăng ký phương pháp đăng ký sẽ như thế nào đó và nội dung có nội dung thôi chúng ta cứ để ý những cái như là uh, đối tượng hay đối tượng rất quan trọng nếu mà tùy vào từng câu đối tượng thì xem là nhi đồng hay là người lớn hay người già và nội dung thì chúng ta sẽ bám sát lại cái câu hỏi và cái câu chủ đề nhé, để dành cho anime đấy thì đi tìm trước phải đi tìm coi thằng anime ấy nằm đâu đã đấy nếu mà không thấy thì chúng ta phải đây có anime này nếu mà không thấy thì chúng ta phải đi xét xét thêm là cái anime thì nó sẽ có cái đặc điểm gì hay là phim bình thường thì sẽ có đặc điểm gì Đúng không? những cái bình thường thì sẽ có người biểu diễn này siêu chữ e là người biểu diễn nhé các bạn um, có một số từ mới các bạn ghi rồi nhá như là siêu chữ e người biểu diễn đó siêu chuyên người biểu diễn nhá gì đô là Uh, nhi đồng này, đúng không? Đấy, nói chung là cái bài này cũng khá là dễ thôi. Thì mình cái này thì không quan trọng lắm nên mình sẽ dịch uh, qua qua cho mọi người xem những cái quan trọng thôi nhé. chứ đi thi các bạn không cần phải xem cả bài làm gì đâu, xem những cái, cái điểm mỗi chỗ là được. Đó, ok, vậy đã xong cái phần môn này hai ba.